Chào các bạn, mình là Lộc, quản trị viên tại website phòng lộclog.com và xử lý định lượng .com. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện đánh giá mô hình đo lường trên phần mềm Smart POS hay là đánh giá cái measurement model ha. Đó là thuật ngữ thống kê. Từ khóa để các bạn tìm ra bài viết này đó là các bạn vào Google, các bạn gõ là mô hình đo lường Smart POS, các bạn thêm cái đuôi là xử lý định lượng hoặc là phòng lọc blog đều được ha. Thì bên mình hoạt động với hai website là phòng lọc.com và xử lý lượng.com. Các bạn xem trên website nào cũng được. Ok. Thì trước khi đi vào cái phần hướng dẫn đánh giá mô hình đo lường á, thì nếu mà các bạn nào chưa biết cách đưa dữ liệu vào Smart POS, chưa biết cách vẽ cái diagram để mà phân tích cái mô hình đo lường, thì các bạn cần phải xem trước cái video này ha. Các bạn vào YouTube á, các bạn gõ là học Smart POS, các bạn thêm đuôi là phòng lọc blog, thì các bạn sẽ thấy cái video số 1 ha, là nhập xuất dữ liệu và vẽ diagram trong Smart POS. Thì các bạn xem qua để mà các bạn biết cách đưa dữ liệu, biết cách vẽ diagram, sắp xếp các biến, mà thì mọi thứ cái phần diagram nó ok thì các bạn mới tiến hành phân tích được. Các bạn khai báo đúng thì các bạn mới có thể tiến hành chạy ra kết quả đúng được ha. Nếu mà các bạn xem video không được, các bạn có thể xem ở bài viết ha. Các bạn vào blog đó, phần là học Smart POS, thì các bạn tìm cái bài viết là này, thì các bạn sẽ thấy thôi, có video với lại cái hướng dẫn bằng hình ảnh luôn, thì các bạn sẽ dễ theo dõi hơn. Ok, thì trong cái phần đánh giá mô hình đo lường này, chúng ta sẽ sử dụng lại cái mô hình mà mình đã giới thiệu ở cái video trước ha. Mô hình như này có 3 yếu tố là tiền lương, tính chất công việc, điều kiện làm việc, nó sẽ tác động lên cái sự hài lòng công việc, rồi sau đó sự hài lòng công việc sẽ gắn bó, tác động lên sự gắn bó của nhân viên đó với công ty. Các cái biến được coding, được mã hóa như này ha, TL, CV, DK, HL và GB. Rồi, thì mình cũng đã vẽ cái mô hình này trên Smart POS. Đây, biến TL được đo bằng 4 cái biến quan sát, CV thì có 5 biến quan sát, DK 4 quan sát, HL 1 quan sát và GB có 3 quan sát. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thiện được cái phần là vẽ diagram rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành phân tích mô hình đo lường cho Smart POS. Thì các bạn sẽ vào cái phần Calculate ha. Trong này các bạn sẽ chọn là POS Algorithm, bạn vào này. Trong cái giao diện này thì các bạn cứ để mặc định ha. Mục đầu tiên các bạn để là part, mục thứ hai các bạn để là 300, còn cái thứ ba các bạn để là 7. Thì cái phần giải thích những cái này ha, nó nằm ở bên phải bên này. Ở bên trái là những cái tùy chọn, còn bên phải là những cái phần giải thích là khi nào các bạn nên chọn cái gì ha. Còn trên website thì mình cũng đã giới thiệu về cái phần này rồi ha. Đây, mình cũng đã giải thích những cái ý nghĩa của từng phần là như thế này. Thì các bạn có thể vào bài viết để các bạn đọc các cái nội dung này, để các bạn chọn cái phần tùy chọn cho nó phù hợp. Thì chỉ đường link bài viết này mình sẽ để ở cái phần mô tả của video ha, để các bạn có thể click để các bạn truy cập và các bạn xem bài viết. Rồi thì mọi thông số thì mình đã thiết lập xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy phân tích ha. Khi chạy xong phần phân tích ước lượng thì nó sẽ mở ra cho bạn một cái tab như thế này. Đây là cái diagram của các bạn này, còn đây là cái phần POS algorithm. Thì bên trên á, là phần hiển thị kết quả ha, quả. Còn bên dưới là những cái tùy chọn để các bạn muốn hiển thị kết quả. Đó, khi các bạn click bên dưới này thì bên trên nó sẽ hiện tương ứng cái chỉ số mà các bạn cần đọc ha, các bạn cần xem. Đó, các bạn click cho cái gì thì nó sẽ hiện thì cái đó thì các bạn bên trên ha. Rồi, thì để đánh giá mô hình ước lượng á, chúng ta sẽ có những cái mục nào mà chúng ta cần phải xem xét. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá về chất lượng biến quan sát dựa trên chỉ số outer loading của những cái indicator hay là những cái biến chỉ báo hay là biến quan sát. Thì các bạn quay lại giao diện Smart POS này. Bên dưới các bạn sẽ chọn vô cái là outer loadings ha. Ở đây, các bạn nhấp vô. Bên trên nó sẽ hiển thị ma trận ha. Đây, những cái biến nào mà nó không có đạt ngưỡng á thì nó sẽ hiện màu đỏ ha. Thì những cái ngưỡng này thì do Smart POS họ quy định, họ đưa ra cái thuật toán. Còn trên thực tế thì các bạn có thể sử dụng cái ngưỡng của phần mềm đề xuất, hoặc là các bạn sử dụng những cái ngưỡng khác. Ví dụ như là trên phần mềm hiện tại thì Smart POS sử dụng cái ngưỡng auto loading là 0.7 ha. Biến quan sát mà nó có auto loading từ 0.7 trở lên thì nó sẽ được nhận, còn dưới 0.7 thì biến quan sát nó không đạt chất lượng thì nó sẽ bị loại. Thì ở đây phần mềm thiết lập là những cái biến nào mà nó có auto loading nó dưới 0.7 á thì nó sẽ bôi màu đỏ lên ha. Cụ thể các bạn thấy này. Đó. Còn trường hợp mà các bạn sử dụng những cái ngưỡng so sánh của những tác giả khác, ví dụ như là họ lấy 0.6 thôi, thì cái đó các bạn có thể tùy biến là cái phần này, các bạn không cần phải sử dụng ngưỡng 0.7. Ví dụ các bạn sử dụng ngưỡng 0.6 thì cái biến CV1 này nó sẽ được giữ lại ha. Còn nếu các bạn sử dụng ngưỡng 0.7 thì cái biến quan sát này nó sẽ được loại bỏ đi. Thì ở đây mình sẽ theo cái ngưỡng của phần mềm ha.
thì cái tiêu chuẩn ngưỡng nó nằm ở đây, ở chất lượng biến quan sát, ở trào loading. Thì bên dưới mình có trích nguồn, thì hai cộng sự 2016 thì họ cho rằng cái hệ số tải ngoài ultra loading thì nó còn lớn hơn hoặc là nó bằng 0.708 ha, thì mình làm tròn là 0.7 cho nó dễ. Thì cái biến quan sát đó là có ý nghĩa và chúng ta sẽ sử dụng nó cho cái phần phân tích kế tiếp. Còn nếu mà cái biến quan sát nào mà nó có hệ số tải ngoài ultra loading mà nó dưới 0.7 thì biến nó sẽ được loại bỏ đi. Rồi, cụ thể ở trong trường hợp này thì chúng ta có những cái biến là CV1 này, DK4 và TL4 là ba cái biến quan sát mà có hệ số tải nhỏ hơn 0.7 thì mình sẽ loại bỏ nó đi và mình sẽ thực hiện phân tích lại. Rồi trong này các bạn cũng để ý cái biến HL này. Nó có biến HL1. Do cái nhóm HL này nó chỉ có một biến quan sát thôi thì cái hệ số tải của nó luôn luôn bằng 1 ha các bạn ha. Không phải là lỗi nha, nó luôn luôn bằng 1. Ở đây chúng ta có ba biến bị loại là CV1, DK4 và TL4. Chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ nó trên cái phần diagram và chúng ta vẽ lại cái diagram mới không có sự xuất hiện của ba cái biến này ha. Rồi, để vẽ một cái diagram mới thì các bạn sẽ nhân cái diagram cũ lên. Các bạn nhấn phải chuột vào cái diagram bên phải này nè, bên trái này nè. Và các bạn chọn là duplicate ha. Rồi trong này các bạn sẽ đặt tên cho nó ha. Ở đây mình đặt là số 2 đi chẳng hạn. Đó. Số 2. Rồi lúc này thì chúng ta mới tiến hành các bạn xóa cái diagram 1 này, các bạn vẫn giữ nguyên ha. Còn cái diagram 2 là chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ đi. CV1, DK4 và TL4. CV1 chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ nha. CV1 này các bạn chọn này, các bạn nhấn nút delete trên bàn phím đó. Đó, hoặc là các bạn nhấn chuột phải, các bạn chọn delete nè. Đó. Rồi à, biến DK4 và TL4. DK4 và TL4. Thì sau khi các bạn đã xóa xong rồi các bạn lưu nó lại ha, lưu. Rồi các bạn chạy phân tích lại trên cái mô hình diagram mới này ha. Rồi các bạn chọn calculate này, chạy phân tích. Rồi. Đó, chúng ta lại check cái auto loading coi thử là có cái biến nào nó bị loại nữa hay không ha. Rồi các bạn nhấp vào thì bây giờ các bạn thấy này, tất cả các cái chỉ số auto loading của các cái chỉ báo các cái biến quan sát nó đều lớn hơn 0.7 rồi ha. Tất cả đều màu xanh hết thì có nghĩa là những cái biến này nó đã có ý nghĩa và chúng ta có thể sử dụng nó được rồi. Ok, thì đó là cái phần đầu tiên đánh giá chất lượng biến quan sát ha. Auto loading và ngưỡng là 0.7 theo ha và cộng sự năm 2016. Rồi, thứ hai là đánh giá về độ tin cậy của thang đo ha. Sau cái bước đánh giá chất lượng biến quan sát rồi, chúng ta sẽ đánh giá cái độ tin cậy của cái thang đo đó. Chúng ta sẽ quay lại giao diện Smart POS ha. Thì trong này các bạn lưu ý nè. Chúng ta thực hiện đánh giá chất lượng biến quan sát trước á, chúng ta đã loại bỏ đi những cái biến quan sát không đạt chất lượng rồi thì cái mô hình cũ này, cái diagram cũ và cái kết quả phân tích cũ á, chúng ta sẽ không sử dụng nó nữa mà chúng ta sẽ sử dụng trên kết quả mà chúng ta đã loại bỏ đi những cái biến quan sát xấu rồi. Nghĩa là từ cái bước này trở đi thì chúng ta sẽ sử dụng cái diagram đã loại bỏ đi những cái biến quan sát xấu rồi ha, chúng ta không sử dụng cái diagram mà còn những cái biến quan sát xấu từ đầu nữa. Để đánh giá độ tin cậy thì các bạn sẽ nhấp vào cái Construct Reliability and Validity bên dưới ha. Nhấp vào này. Rồi, các bạn sẽ thấy cái chỉ số này, Cronbach Alpha. Đó, nó giống trên SPS đó các bạn. Rồi, thứ hai chỉ số RHO nó cũng tương tự như Cronbach Alpha thôi. Chỉ số độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability và cái chỉ số AVE. Rồi, chúng ta sẽ đối chiếu với lại những cái ngưỡng đánh giá ha. Ngưỡng đánh giá ở đây Cronbach Alpha thì nó phải lớn hơn 0.7, độ tin cậy tổng hợp nó cũng phải lớn hơn 0.7. Đó, thì các bạn sẽ căn cứ vào hai chỉ số này để chúng ta đánh giá độ tin cậy thang đo. Chỉ số RHOA nó cũng là một chỉ số độ tin cậy nhưng mà nó không được sử dụng phổ biến như là Cronbach Alpha với lại là CR. Rồi ở đây các bạn có thể thấy này, cái nhóm TL nó có Cronbach Alpha chỉ 0.689, nó nhỏ 0.7. 0.7 là cái ngưỡng được Smart POS sử dụng ha. Còn cái hệ số độ tin cậy tổng hợp CR thì ở đây nó đạt ngưỡng 0.8, nó lớn 0.7 rồi. Thì đây nó xảy ra tình huống là một chỉ số thì nó không đạt ngưỡng, một chỉ số thì nó đạt ngưỡng, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta không cần phải cứng nhắc mà sử dụng cái ngưỡng 0.7 để làm gì ha. Nếu mà sử dụng 0.7 á thì cái TL này nó sẽ bị loại do cái Cronbach Alpha nó không có đạt ngưỡng. Thì lúc này chúng ta nên sử dụng cái chỉ số độ tin cậy tổng hợp để chúng ta đánh giá, hoặc là chúng ta đi tìm những cái nguồn, những tác giả khác mà họ đưa ra cái ngưỡng Cronbach Alpha nhỏ hơn
là ngưỡng 0.6, bởi vì có rất nhiều nguồn ngoài kia thì các tác giả họ sử dụng cái ngưỡng 0.3 alpha là 0.6, thì các bạn nên sử dụng cái ngưỡng của những tác giả đó để các bạn giữ cái biến TL lại. Vì sao? Bởi vì á, cái nhóm TL này hiện tại cái độ tin cậy của nó không phải ở mức quá là hoàn hảo, nhưng mà nó ở mức chấp nhận được, bởi vì cái hệ số độ tin cậy tổng hợp của nó đạt rồi. Ron alpha nó lại tiệm cận 0.7 nữa các bạn thấy này, 0.689 thì nó gần 0.7 rồi. Thì thay vì các bạn bỏ cả một cái nhóm TL thì nó uổng quá, mà các bạn lại muốn giữ lại cái thang đo này, thì các bạn sử dụng cái ngưỡng Ron alpha là 0.6 thì các bạn có thể giữ lại cái này thôi. Các bạn không nhất thiết phải đi theo cái ngưỡng của Smart POS ha, các bạn lưu ý nha. Trường hợp mà các bạn chạy Ron alpha ra mà nó quá là thấp, nó chỉ có 0.4 mấy, 0.5 thôi, còn cái hệ số độ tin cậy tổng hợp nó cũng dưới 0.7 nữa, thì khi đó cái thang đo này nó gần như là không có độ tin cậy, thì lúc đó các bạn nên bỏ nó ra khỏi cái nghiên cứu luôn, các bạn không nên sử dụng nó nữa. Thì nếu mà cái biến TL này các bạn lại bỏ nó ra thì các bạn lại quay lại cái diagram, rồi các bạn cũng nhân nó lên, rồi các bạn bỏ đi, các bạn xóa cái nhóm TL đi đó, thì lúc này các bạn chỉ còn CV và DK ảnh hưởng lên cái biến HL thôi ha. Nói chung là cái biến nào nó bị loại hay là nhân tố nào nó bị loại thì các bạn xóa nó khỏi diagram, rồi các bạn thực hiện phân tích tiếp theo đó, thì các bạn sinh ra cái diagram 2, diagram 3, diagram 4 vân vân, tới khi là các bạn loại hết những cái yếu tố xấu thì thôi. Rồi thì đó là cái phần đánh giá về cái độ tin cậy của thang đo. Sau cái bước đánh giá độ tin cậy thang đo, chúng ta sẽ đi đánh giá cái độ hội tụ ha, hay là convergence. Khi đánh giá độ hội tụ thì chúng ta sẽ căn cứ vào AVE, và cái ngưỡng AVE là nó lớn hơn hoặc là nó bằng 0.5. Thì cụ thể trong tình huống này, các bạn quay lại cái POS algorithm ha, cái chỉ số của AVE này nó cũng nằm ở trong cái bảng Construct Reliability and Validity luôn. Cụ thể trong tình huống này, tất cả các cái construct ở đây nó đều lớn 0.5 hết, thì các cái thang đo đều đạt độ hội tụ, chúng ta không có cần phải loại bỏ đi cái construct nào hết ha. Rồi, độ hội tụ đã ok, chúng ta sẽ đi tới chỉ số tiếp theo, đó là cái phần tính phân biệt discriminant. Thì cái phần tính phân biệt discriminant chúng ta sẽ sử dụng hai kết quả ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái bảng ma trận đánh giá của Fornell-Lucker, và thứ hai chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ số STMT ha. Chỉ số này thì trong Smart POS thì nó ưu tiên sử dụng cái chỉ số STMT hơn là cái chỉ số của Fornell-Lucker. Thì cái này thì nó sinh ra trước và nó có một số cái giới hạn, nên là trên Smart POS á, thì phần mềm mới thì tác giả họ ưu tiên sử dụng chỉ số này thì đánh giá tốt hơn so với cái phần ở trên. Rồi, chúng ta sẽ đi đánh giá cái tính phân biệt ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại giao diện này. Ở đây các bạn sẽ vô cái discriminant validity ở đây ha. Rồi các bạn nhấp vô nè. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đánh giá trước ở cái bảng là Fornell-Lucker. Thì trong này nè, các bạn sẽ đối chiếu những cái giá trị, các bạn sẽ sử dụng cái đường chéo này, đường chéo bên trên này nè, chính là căn bậc 2 của AVE nha các bạn. AVE là chỉ số mà chúng ta đã sử dụng ở cái phần này. Đó, đây là AVE này. AVE đây. Đó, thì cái hàng chéo này nè, chính là căn bậc 2 của AVE. Ví dụ như CV, hiện tại căn bậc 2 AVE của CV là 0.798. Đó, ở đây, căn bậc 2 của chỉ số này lên thì nó sẽ ra là 0.798 nha các bạn. Đó, sẽ ra này. Rồi, tương tự DK, GB, HL, TL. Thì những cái chỉ số nhỏ bên dưới này này, đó, nó phải nhỏ hơn các giá trị ở hàng chéo này thì nó sẽ đảm bảo được cái tính phân biệt ha. Cái hàng chéo này là căn bậc 2 AV, còn bên dưới là những cái hệ số tương quan giữa các cái biến với nhau. Thì tương quan giữa các cái biến với nhau mà nó nhỏ hơn cái giá trị căn bậc 2 của AV á, thì nó sẽ đảm bảo được cái tính phân biệt nha các bạn. Rồi, chỉ số thứ hai á, đó là chỉ số STMT, là chỉ số chính mà các bạn sẽ cần sử dụng ha. Ở đây, tất cả những cái chỉ số của STMT mà nó nhỏ hơn 0.85 ngưỡng đây nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng ngưỡng này. Số STMT nó phải nhỏ hơn 0.85 theo nguồn của Clean năm 2015. Rồi, trong trường hợp mà nó có một giá trị như cái phần ví dụ như này nè, đó, cái chỉ số của GB với lại DK nó 0.858 ha, thì các bạn sẽ nói là nó bị vi phạm tính phân biệt theo Clean 2015. Nhưng mà ở đây á, cũng không nhất thiết các bạn phải quá là khắt khe,
Thì đây các bạn không có muốn loại bỏ được nhóm DK hoặc là GB do cái nó vi phạm tính phân biệt thì các bạn sử dụng cái ngưỡng khác ha. Ở đây 0.858 nó chỉ chênh lệch với 0.85 một tí xíu thôi, là 0.08 thôi, thì các bạn sử dụng những cái ngưỡng như là 0.9 hoặc là giá trị là 0.98 chẳng hạn, thì cái đó cái nhóm này nó sẽ được giữ lại ha, bởi vì ngoài kia nó còn có những cái ngưỡng khác nữa chứ không phải là nó chỉ có một cái ngưỡng 0.85 theo cái tác giả là clean này thôi. Thì với cái phần đánh giá cái chỉ số STMT á, chúng ta có thể dừng lại ở đây được rồi, chúng ta không không nhất thiết phải đi kiểm định là nó có thực sự là nhỏ hơn 0.85 một cách có ý nghĩa thống kê hay không. Thì nếu mà các bạn muốn đi vào chuyên sâu hơn, các bạn muốn đánh giá nó rất là kỹ hơn á, thì các bạn có thể chạy cái kiểm định bằng Bootstrap để chúng ta xem là cái giá trị STMT này nó có thực sự là nhỏ hơn 0.85 một cách có ý nghĩa thống kê hay không. Ở đây á, chúng ta đang xét dưới hai góc độ. Thứ nhất á, là góc độ định tính, thì chúng ta so sánh cái giá trị chạy ra này với giá trị 0.85, chúng ta kết luận thôi thì nó thiên về định tính hơn. Còn cái trường hợp thứ hai á, là chúng ta chạy kiểm định bằng bootstrapping để nó có sinh ra cái độ tin cậy, chúng ta đánh giá là thực sự là cái giá trị mà chúng ta estimate chạy ra á, nó có nhỏ hơn 0.85 một cách có ý nghĩa thống kê hay không. Thì cái phần đánh giá chỉ số estimate bằng bootstrapping á, thì mình để bài viết ha, thì các bạn có thể thực hiện theo cái hướng dẫn để các bạn có thể đánh giá. Còn ở đây thì ở cấp độ cơ bản thì không nhất thiết phải đi đánh giá cái phần này ha, không cần thiết nha các bạn. Còn một chỉ số cuối cùng nữa là chỉ số model fit, là độ phù hợp mô hình. Đây thì hiện tại á, một số bạn vẫn còn đang nhầm lẫn cái hệ số model fit trong cái phần này. Đây hiện tại rất là nhiều tài liệu đang sử dụng sai cái phần ý nghĩa của cái model fit này. Cái này á, không phải là chỉ số để đánh giá cái độ phù hợp mô hình tổng thể như là ở trên CBSEM. Cái nhược điểm của POSM á, là nó không thể đánh giá được độ phù hợp mô hình tổng thể giống như CBSEM. Tính tới hiện tại ha, thì các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được những chỉ số nào mà nó phản ánh chính xác về cái độ phù hợp mô hình tổng thể của POSM hết. Nên là cái phần model fit này các bạn cẩn trọng khi sử dụng nó không phải chỉ số để các bạn đi đánh giá cái độ phù hợp mô hình tổng thể. Nên là một số bạn hiện tại á, các bạn đang đang đưa nó vào cái phần trình bày của các bạn và các bạn đánh giá nó dựa cho chỉ số là SRMR hoặc là cái chỉ số NFI, thì các bạn so sánh với những cái ngưỡng của CBSEM á, và các bạn nói là mô hình phù hợp hay mô hình không phù hợp, thì cái này nó bị sai nha các bạn. Cái phần ứng dụng model fit này á, nó được nhóm tác giả phát triển phần mềm Smart PBS họ khuyến nghị là nên sử dụng trong trường hợp nào và lý do vì sao không được sử dụng để đánh giá độ phù hợp tổng thể của mô hình POSM. Thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link mình để trong bài viết này, mình có để hai đường link á, thì nó dẫn tới trang chủ của Smart PBS để các bạn đọc cái phần nội dung này cũng như là các bạn xem lại cái ứng dụng của Model Fit ở trong Smart PBS là nó dùng cho cái gì, chứ không phải là nó dùng cho cái việc đánh giá độ phù hợp tổng thể của mô hình. Với những mô hình mà thuần về đánh giá các giả thuyết nghiên cứu là dạng mô hình khẳng định đó các bạn, thì chúng ta chỉ đánh giá mô hình đo lường tới như vậy thôi ha, chất lượng chỉ báo, độ tin cậy, độ hội tụ và tính phân biệt chúng ta chỉ dừng ở đó thôi. Còn một số mô hình mà họ thiên về dự báo á, thì khi đó chúng ta sẽ chạy thêm các chỉ số như là quy hoa bình và quy nhỏ bình, thì chúng ta dùng để cái phần dự báo. Còn với tính chất mô hình về đánh giá giả thiết, những cái mô hình về tính chất khẳng định như thế này này đó, phổ biến ở trong luận văn các bạn hiện tại đang làm luôn, thì nó chỉ sử dụng cái phần đánh giá mô hình đo lường tới như vậy thôi, các bạn không nên đi quá sâu. Chúng ta đánh giá mô hình á, không phải là nó có bao nhiêu kiểm định, nó có bao nhiêu chỉ số thì chúng ta cứ lôi chúng ta chạy hết mà chúng ta không còn biết mô hình của các bạn là dạng mô hình gì. Mô hình về khẳng định á, thì chúng ta nên đánh giá những chỉ số nào và chúng ta nên bỏ qua những chỉ số gì. Còn mô hình dự báo á, chúng ta nên chạy thêm những cái gì và chúng ta bỏ những cái gì ha. Rồi thứ hai á, đó là cái phần ngưỡng so sánh. Một số ngưỡng so sánh á, nó có nhiều nguồn khác nhau và không phải chúng ta cứ phải cứng nhắc theo một cái ngưỡng của phần mềm thiết lập ra, mà các bạn nên linh hoạt một chút là các bạn chạy ra mà chỉ số nó không có đạt nhưng mà nó gần tiệm cận cái ngưỡng mà đạt á, thì các bạn nên tìm những cái nguồn tham khảo khác để các bạn cứu cái biến quan sát đó hay là các bạn cứu cái construct đó, bởi vì nó đang gần đạt cái mức ngưỡng rồi mà các bạn bỏ đi thì rất là uổng ha. Vậy thì khi trình bày vào bài luận á, các bạn sẽ đưa những cái bảng của cái phần mô hình đo lường này và bài luận như thế nào, thì chúng ta sẽ quay lại cái Smart POS ha. Quay lại đây. Rồi sau khi mà chúng ta đã chạy được cái POS algorithm á, thì các bạn sẽ import nó ra Excel nha. Các bạn sẽ xuất nó ra Excel. Các bạn xuất nó ra này. Ở đây mình sẽ lưu ở desktop ha. Mình lưu đây. Rồi các bạn chọn lưu, các bạn chờ cho nó xuất cái phần các bạn kết quả ra file Excel.
Rồi đây chính là cái output của cái phần POS algorithm nha các bạn. Ở đây thì tất cả các chỉ số của POS algorithm nó đã xuất hiện ở đây rồi. Đó, ví dụ như auto loading thì các bạn nhấp vào này. Đó, ở đây các bạn sẽ thấy cái bảng auto loading nó nằm ngay bên dưới này này. Đó. Rồi các bạn sẽ copy những cái bảng này, các bạn cho vào bài Word thôi. Các bạn nên trình bày nó trên Excel trước rồi các bạn cho nó vào cái bài luận. Ví dụ như ở đây này. Cái auto loading các bạn đầu tiên các bạn phải bỏ cái gọp ô và tách ô ra. Đó, các bạn phải bỏ nó ra trước. Rồi các bạn kéo những cái ô này cho nó nhỏ lại, bởi vì không gian giấy của bài luận là A4 mà, nó không có đủ không gian đâu. Các bạn kéo lại này, các bạn chọn ô đầu tiên, cột đầu tiên chứ. Rồi các bạn nhấn Ctrl A này, các bạn kéo cái cột nó nhỏ lại này. Đó. Thì khi này các bạn mới có cái bảng này, các bạn copy nó, các bạn mới cho nó vô trong Word ha. Rồi các bạn dán cái bảng nó vô. Các bạn dán ở đây. Đó, các bạn sẽ có được cái bảng kết quả. Ha, cách trình bày nó sẽ như vậy. Rồi sau khi mà xong rồi á, xong cái bảng này rồi, các bạn sẽ back to navigation để các bạn vô cái phần khác, ví dụ là vô cái phần độ tin cậy thằng đó. Đó. Các bạn sẽ thấy cái chỉ số độ tin cậy ở bên dưới này. Đó, các bạn sẽ copy cái bảng đó qua. Đó, thì bây giờ các bạn nó dài quá thì do cái hàng đầu tiên này hiện tại nó đang bị gộp, các bạn tách nó ra. Tách nó ra. Rồi cái phần này nó đang bị mất ô, các bạn kéo giãn nó ra. Đó, các bạn copy. Các bạn dán vào Word này. Đó. Thì chúng ta sẽ xong cái phần trình bày các cái bảng. Rồi thứ hai á, cách thức mà chúng ta sẽ đưa cái diagram kết quả vào ha. Bởi vì chúng ta cần phải vẽ cái diagram mà, chúng ta sẽ đưa nó vào cho nó trực quan hơn một tí xíu. Rồi các bạn xuống trang này. Qua cái phần để đưa diagram, các bạn sẽ vào lại Smart POS ha. Ở đây. Đó. Ở đây bên trái này, nó sẽ hiện là muốn hiển thị cái diagram theo kết quả của cái phần gì. Thì ở đây mình có cái POS algorithm là cái phần chạy mô hình đo lường ha, mô hình ước lượng POS algorithm. Trường hợp về sau á, các bạn chạy Bootstrap thì nó có hiển thị cái Bootstrap. Còn hiện tại ở đây các bạn đang đánh giá mô hình đo lường và các bạn chỉ chạy cái POS algorithm thôi thì nó chỉ hiển thị những chỉ số của POS algorithm. Thì trong cái diagram này, cái chỉ số này chính là cái chỉ số hệ số tải nè các bạn. Đó, hệ số tải auto loading đó các bạn này. 0.754 của CV2. 0.754 CV2 đây. Đó, các bạn có thể thấy này. Còn đây là cái hệ số tác động từ TL lên HL, CV lên HL, DK lên HL. Phần này mình sẽ giới thiệu ở cái video sau, là video về đánh giá mô hình cấu trúc nha các bạn. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới cái hệ số auto loading của các biến quan sát thôi. Đó là phần đánh giá này. Rồi, để đưa được cái diagram này vào Word á, các bạn có thể sử dụng, thứ nhất á, các bạn sẽ vào cái phần là file này. Các bạn sẽ là export as image file. Ở đây các bạn sẽ lưu cái file với tên là một chẳng hạn. Đó, các bạn quay lại cái desktop này, các bạn mở lên. Rồi, các bạn sẽ thấy cái diagram đây. Đó, các bạn copy nó, các bạn cho vào Word thôi. Còn hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái phần mềm chụp ảnh màn hình á, các bạn chụp cái phần này lại rồi các bạn đưa nó vào ở trong file Word các bạn cũng được, không nhất thiết phải dùng chỗ này ha. Ok, thì đó là tất cả nội dung chính của video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.